Xin chào tất cả các bạn. Đã quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Quinter. Thì hôm nay mình làm một clip này, mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, những ai đã biết đến mình và những ai chưa biết đến mình, và những cái bạn nào đã chửi mình ấy, thì ngày hôm nay trong clip này mình sẽ giải quyết một thể luôn. Như các bạn đã biết ấy, thì cách đây khoảng hơn một tháng về trước ấy, thì mình có làm một cái clip là xuống nhà Nguyễn Thành Nam. Vlogger Nguyễn Thành Nam rất là nổi tiếng ở trên mạng YouTube thì các bạn có thể biết rồi. Và mình xuống nhà cậu bạn này để mình chơi, và cũng nhân thể luôn là mình review lại cái căn phòng của Nguyễn Thành Nam. Và tất nhiên là mình phải được sự đồng ý của chủ nhà, có nghĩa là Nguyễn Thành Nam rồi. Ok. Và bạn ấy đồng ý cho mình review thì mình review thôi, đúng không ạ? Và trước lúc đấy thì mình cũng đã có trao đổi với Nguyễn Thành Nam là cho mình review lại căn phòng này để mình cùng cho tất cả các bạn được xem, được biết là cái căn phòng của Nguyễn Thành Nam như thế nào, đúng không ạ? Thì trong quá trình mình làm, mình review và mình đưa clip lên trên mạng để cho tất cả các bạn cùng xem, thì tất nhiên là trong cái khi cái clip đấy đưa lên cho tất cả các bạn xem thì có người rất là ủng hộ mình đấy, và có những cái bạn chửi mình rất là nhiều. Và nói thật ra là những cái thành phần đấy là toàn những thành phần trẻ trâu rồi, nên là mình cũng không có tính đến làm gì cả. Thế nhưng mà ngược lại thì trong song song với cái việc đấy thì mình cũng thấy có rất là nhiều những cái người YouTuber cũng như là các bạn streamer khác cũng bị chửi như mình rất là nhiều. Và hôm nay mình muốn làm clip này để mình thay mặt cho tất cả các bạn ấy có một tiếng nói với những người mà trẻ trâu như thế này này. Những người ganh ghét, những người mà hay ghen ăn tức ở như các bạn ấy thì muôn đời không bao giờ khá lên được. Là mình nói thật luôn, một câu chân thành luôn, là những người như các bạn không bao giờ khá lên được đâu. Đây không phải là một cái clip mà mình đăng lên để mình chửi các bạn đâu, nhưng mà thực sự mình nói như các bạn biết này này. Khi mà những cái người YouTube như bọn mình đăng một clip lên ấy thì sẽ có những clip hay, sẽ có những clip không hay. Cũng giống như ca sĩ thôi, ca sĩ cho ra những cái sản phẩm âm nhạc, những MV thì có thể là có những ca khúc hay, có những MV hay, nhưng cũng có những MV không hay và những ca khúc không hay. Đó, các bạn hiểu không? Và cũng song song việc mình nói, ví dụ đơn giản như là các bạn nấu cơm vậy thôi. Có những cái bữa cơm các bạn nấu cơm rất là ngon, nhưng có những cái bữa cơm các bạn nấu không ngon. Bọn mình làm YouTube cũng thế. Có những clip bọn mình làm rất là hay, nhưng có những clip bọn mình làm không hay. So với cá nhân của bọn mình thì bọn mình là cảm thấy là cái clip đấy là nó có thể là ổn và đăng lên cho các bạn xem. Nhưng khi mà các bạn lên, các bạn xem ấy, thì 9 người 10 ý thì bọn mình không thể nào làm vừa lòng tất cả các bạn được. Nhưng các bạn phải nhìn vào cái sự cố gắng của một YouTuber, nhìn vào cố gắng của một con người để các bạn có thể đồng cảm và chia sẻ với họ. Chứ không phải các bạn lên, các bạn nhìn thấy một ai đấy đăng một clip không hay là các bạn đã nhảy vào, bổ vào, các bạn chửi, các bạn nói. Mình nói thật luôn là các bạn làm như thế thì các bạn cũng không thông minh lên được, các bạn làm như thế thì các bạn cũng không giàu có lên được, mà các bạn làm như thế các bạn chả được một cái gì cả. Các bạn hiểu không? Thay vì như thế thì các bạn có thể là, ví dụ như các bạn muốn người khác nghe ý kiến của các bạn thì các bạn nên góp ý một cách chân thành và tế nhị thôi. Thứ nhất là cái người đọc như bọn mình chẳng hạn, các bọn mình đọc một cái comment góp ý, bọn mình nghĩ rằng ở đây là một góp ý chân thành và mình nên nghe. Còn nếu như mà các bạn lên các bạn chửi thì chắc chắn là bọn mình sẽ không nghe đâu. Bọn mình sẽ bỏ qua cái comment đấy và bọn mình chỉ để cho nó vui thôi. Các bạn hiểu không? Và các bạn phải nên hiểu như thế này này. Các bạn phải nên nhìn vào những cái sự cố gắng của một con người. Chứ đừng bao giờ các bạn nghĩ, các bạn nhìn vào một cái clip hay là nhìn vào thấy người ta ở thử thách ăn bim bim hay thử thách uống cái này kia, các bạn chửi thằng đấy là thằng dở. Thử thách tắm dưới mưa hay là thử thách uống nước mắm này nào, hay là thi tắm nước mắm. Mình nói thật cho các bạn biết này, người ta làm những cái clip như thế nó mang tính chất giải trí là rất là cao. Và có thể là các bạn chửi người ta ở đấy là một cái thằng hâm, nhưng ngược lại các bạn nên nhớ rằng là người ta kiếm rất nhiều tiền từ những cái clip đấy. Các bạn hiểu không? Và mình nói thật là cho các bạn làm, các bạn chưa chắc các bạn đã làm được điều đó. Các bạn bảo là cái clip mình đăng lên là không nổi 10.000 view. Không nổi 10.000 view cái clip của Nguyễn Thành Nam ấy. Các bạn là cái clip mà mình xuống nhà Nguyễn Thành Nam chơi, các bạn bảo là không nổi 10.000 view. Thì xin thưa với tất cả các bạn, thì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ nó đã trên 10.000 view rồi. Cho đến hiện tại bây giờ nó đã trên 10.000 view. Khi mà các bạn xem được cái clip của mình thì cái clip mà xuống thăm nhà Nguyễn Thành Nam đã trên 10.000 view rồi. Đây không phải là mình khoe, nhưng mà mình muốn nói cho các bạn biết là
Thứ nhất là mình làm cái clip về nhà Nguyễn Thành Nam chơi. Ngoài cái việc là mình bỏ tiền túi của mình ra, bỏ thời gian của mình ra để mình dành nguyên một ngày hôm đấy để mình xuống nhà Nguyễn Thành Nam chơi ấy, thì mình phải bỏ tiền bạc, mình phải bỏ thời gian để mình đầu tư cho cái clip này. Có nghĩa là mình bỏ thời gian, bỏ tiền bạc để mình xuống dưới đấy để mình chơi, mình làm, mình review cái căn phòng đấy. Chứ không phải tự dưng là có một ai đó cho mình tiền hay có một ai đó bỏ tiền ra để thuê mình nguyên ngày hôm đấy để mình xuống mình review lại căn phòng đấy. Không có. Và mình phải bỏ thời gian, bỏ tiền bạc của mình, bỏ công sức của mình ra nữa để mình làm một cái clip để đăng lên cho các bạn xem. Các bạn cảm thấy là hay thì các bạn like, các bạn comment, các bạn đăng ký. Các bạn cảm thấy không hay thì các bạn có thể out ra luôn, các bạn đừng xem nữa. Và đừng để lại những comment khó nghe. Bởi vì bản thân mình cũng không làm gì xúc phạm các bạn, mình không chửi các bạn. Và nói thật ra là mình làm những clip này mình dành cho những ai mà biết xem, biết cảm nhận cái clip đấy. Chứ mình không muốn là dành cho những cái bọn trẻ trâu hay là dành cho những người không hiểu biết. Anh Hùng bật phím. Có thể là bố mẹ ngoài kia còng lưng đi xách xô vác xi kiếm được vài nghìn đồng về nhà ngửa tay xin bố mẹ ra, xong bắt đầu ra hàng nét. Thấy người ta xem những cái clip không hay bắt đầu là vào comment chửi như đúng rồi, như bố đời. Nhưng trên thực tế thì bản thân mình chỉ là ngửa tay đi ăn bám người khác. Các bạn hiểu không? Cho nên là nay mình chỉ muốn nói sơ qua với những cái người mà hay chửi người khác hay Anh Hùng bật phím ấy. Thật ra là mình nói thật với tất cả các bạn như thế này. Dân trí Việt Nam, dân số Việt Nam đến thời điểm hiện tại bây giờ đã là hơn 94 triệu dân rồi. Hơn 94 triệu dân, nhưng mình nói thật là đa phần ấy, dân trí Việt Nam là dân trí thấp. Và cái lũ trẻ trâu rất là nhiều, những người mà Anh Hùng bàn phím cũng rất nhiều luôn. Thay vì là người ta động viên tinh thần cho những YouTuber Việt Nam, hoặc là cho những cái người người ta đứng lên người ta làm một cái clip, hay là người ta làm một cái gì đó để đem lại cái tiếng cười, hoặc là đem lại một cái gì đó, ý nghĩa gì đó trong cái nội dung mà người ta muốn đăng lên, gửi lên để cho các bạn cùng xem, thì thay vì các bạn động viên thì các bạn lại vào là các bạn chửi. Liệu rằng là cho các bạn làm, các bạn có làm được điều đó hay không, hay là các bạn chỉ biết Anh Hùng bàn phím ngồi cào phím thôi. Ok, thì quay lại, mình chỉ nói đến đây thôi để cho tất cả các bạn, những cái bạn nào hay chửi, những cái bạn nào trẻ trâu chửi, các bạn có thể hiểu được rằng là các bạn hãy xem cái clip với một cái trái tim. Các bạn hãy xem clip của chúng tôi đưa lên với các bạn, cho các bạn xem với một cái góc độ nhìn nhận nó tích cực và lạc quan. Và cái tư duy các bạn phải tư duy mở hơn, chứ các bạn đừng có chăm chăm nhìn vào một cái góc độ là cái gì đấy xấu xa, hay một cái gì đấy nó không hay của một cái YouTube nào đó, một bạn YouTube nào đó đăng lên và các bạn nhìn thấy không hay là các bạn vào chửi. Các bạn đừng làm như thế. Và các bạn, người ta chỉ nghĩ rằng các bạn là một cái thành phần gì đấy gọi là Anh Hùng bật phím thôi, hiểu không? Một cái thành phần gọi là trẻ trâu thôi, hiểu không? Thực sự là trong cái clip của mình thấy, mình nhận ra một điều rằng là này, có những bạn chửi mình ấy, mình cũng chưa cần phải lên tiếng thì đã có những cái bạn khác lên xem và nhìn thấy cái comment ý kiến chửi mình như thế, các bạn cũng đã nói lại cái người chửi mình đó. Thì mình cảm thấy rất vui là những người người ta xem, cũng có rất là nhiều người ta hiểu được cái nội dung mà mình đưa lên cho người ta là nội dung như thế nào đó, và người ta ủng hộ mình rất là nhiều, động viên mình rất là nhiều. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và động viên mình trong một thời gian qua, và đặc biệt là cái clip xuống nhà Nguyễn Thành Nam, để thăm nhà Nguyễn Thành Nam. Các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều, và mình rất là ghi nhận những cái lời động viên đó của các bạn. Và có một cái điều mà mình cảm thấy rất là lạ là những cái bạn mà đã chửi mình thì các bạn lại đăng ký kênh của mình. Đó, rất là hay. Và những bạn mà chửi mình thì là các bạn lại hay xem những cái clip của mình nhất. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là hay, là không hiểu là các bạn đã chửi mình rồi lại đồng nghĩa với việc là cái clip của mình không hay và các bạn không thích mình, mà tại sao các bạn vẫn còn xem clip của mình làm cái gì? Đó là một cái điều rất là buồn cười. Và thôi thì bây giờ mình nói đến cái vấn đề này thì mình dẹp qua cái vấn đề mà các bạn chửi mình, cũng như là những cái các bạn gọi là cào phím, Anh Hùng cào phím chửi tất cả những cái YouTuber hoặc là streamer khác ở trên cộng đồng YouTube. Mình không nói nữa, mình bỏ qua bên nữa. Mình chỉ nói thế thôi. Còn các bạn suy nghĩ nào đấy là quyền của các bạn. Còn vấn đề thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ với tất cả những cái bạn mà làm YouTube hay là làm streamer, hay là ở trong cái cuộc sống hàng ngày mà các bạn bị người khác hay ghen ăn tức ở với các bạn ấy, hay ghen ăn tức ở, hay ghen tị với những cái thành công và những cái thành quả mà các bạn đã nhận được ấy. Như này này, người ta nói xấu mình ấy thì mình kệ người ta thôi, mình không quan tâm làm cái gì cả. Mình cái việc mình cứ làm, bởi vì là người ta không cho mình một nghìn nào, không, người ta không cho mình một xu nào để nuôi sống các bạn, bản thân các bạn và gia đình các bạn cả, cho nên mình không quan tâm vấn đề đấy. Mình chủ yếu là mình tập trung làm những cái gì mà mình đã nghĩ là cái tương lai của mình nghĩ rằng cái tương lai của mình vạch ra cái tương lai của mình là như thế nào thì mình phải cố gắng đạt được nó. Còn những người khác nói xấu gì mình kệ người ta, không quan tâm, hiểu không?
kệ người ta nói xấu như nào kệ người ta, rồi đến một ngày nào đó khi mà các bạn đã thành công rồi, người ta sẽ phải nhìn nhận lại các bạn là người ta đã sai khi mà người ta nói xấu các bạn như thế. Và tự lòng người ta, nếu như người ta có một cái nhìn nhận được, người ta có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ nhất định, người ta sẽ nghĩ rằng là mình nợ người ta một lời xin lỗi và mình cảm thấy ngại người ta khi mà mình nói xấu người ta như thế. Ok, chỉ vậy thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này của mình. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nếu như thấy clip này của mình hay. Và mình cũng nói luôn với tất cả các bạn nào, nếu như các bạn có ý định chửi trong cái clip này của mình ấy, thì các bạn cứ chửi thoải mái vì mình sẽ không quan tâm đâu. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp các bạn trong một clip sớm nhất. Và clip đó thì mình sẽ có rất là nhiều cái hay ho và thú vị hơn để cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào.